thiệu cựu huynh trưởng nhạc sĩ Hàng Ba. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu cư sĩ Lê Văn Thành, ủy viên văn nghệ của Ban Văn hóa Phật giáo Quảng Ngãi. Trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu, xin kính mời anh ủy viên văn nghệ phân ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Ngãi thay mặt ban tổ chức đọc lời khai mạc. Xin trân trọng kính mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách quý, các anh chị huynh trưởng, cựu huynh trưởng, quý đạo hữu cùng các anh đoàn sinh gia đình Phật tử, mùa Phật đản đã về làm rộn ràng niềm vui trong lòng những người con Phật. Ngày Phật đản cũng là đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội tôn giáo trên toàn thế giới. Và trong niềm hân hoan đó, được phép của Ban Trị sự Phật giáo và các cơ quan hữu quan, Ban Văn hóa Phật giáo và phong ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Ngãi tổ chức nhân văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2555. Trong chương trình này có sự góp mặt của nhạc sĩ Hàng Ba, nhạc sĩ chuyên sáng tác những ca khúc Phật giáo từ hơn 50 năm qua. Nhạc của anh đã đi vào lòng người, vừa rộn ràng vừa êm ái, đồng thông nhẹ nhàng và thấm tình đạo vị. Một số sáng tác của anh sẽ được trình bày trong chương trình này. Tuy chúng tôi đã cố gắng tập luyện nhưng chắc không tránh khỏi những sơ sót ngoài ý muốn, kính mong chư vị hoan hỷ thông cảm. Được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 dương lịch 2011 hôm nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bọn vui tâm.